luyện quốc gia để chuẩn bị cho World Cup 2018. Sau khi giải Ngoại hạng Anh kết thúc, đã có tới 2 huấn luyện viên bị các đội bóng sa thải sau khi không có được kết quả tốt ở mùa giải vừa qua. Quý vị đang đồng hành cùng bản tin nhịp đập 360 độ thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong phần tiếp theo của bản tin, chúng ta sẽ cùng dành thời lượng cho những chuyển động của bóng đá thế giới. Thưa quý vị, trong 4 mùa giải gần nhất thì câu lạc bộ Atletico Madrid đã có 2 lần giành quyền vào trận chung kết của UEFA Champions League nhưng đều không thành công. Thế nhưng ở chiều ngược lại thì đại diện của bóng đá Tây Ban Nha lại tỏ ra rất có duyên với đấu trường Europa League khi đã 2 lần lọt vào trận chung kết kể từ năm 2010 và đều có được chức vô địch. Và thành tích ấn tượng ấy đã một lần nữa được thầy trò huấn luyện viên Diego Simeone nối dài trong cuộc đọ sức với Olympique Marseille diễn ra vào rạng sáng nay. Atletico Madrid đã khởi đầu trận đấu rất thuận lợi khi Antoine Griezmann có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 21. Sau giờ nghỉ giữa trận, tiền đạo người Pháp cũng chỉ cần đúng 9 phút để hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Chiến thắng 3-0 của Atletico Madrid được ấn định bởi đội trưởng Gavi một phút trước khi hết giờ. Thắng thuyết phục Marseille, Atletico Madrid đã có lần thứ 3 trong lịch sử vô địch Europa League và với cá nhân tiền đạo Fernando Torres thì đây cũng là danh hiệu cuối cùng của anh trong màu áo Atletico Madrid. Vâng, thưa quý vị khán giả, ngay sau khi mà trận chung kết UEFA Europa League mùa giải năm nay kết thúc thì có rất nhiều những tờ báo lớn trên thế giới đã nhanh chóng cập nhật những hàng tít mới nhất để chúc mừng thành công của đội bóng đến từ Tây Ban Nha, Atletico Madrid. Tờ Marca cho đăng tải bức ảnh tiền đạo Antoine Griezmann nâng cao danh hiệu vô địch cùng dòng tít Griezmann đã đưa Atletico Madrid đến thành công tại Europa League để nói về tầm quan trọng của tiền đạo người Pháp trong trận đấu này với 2 bàn thắng. Cùng đó là lời khẳng định của Griezmann, tôi đã có được 2 danh hiệu và con số đó sẽ còn tăng thêm nữa. Ở phía bên kia, tờ thể thao L'Équipe của nước Pháp đã chọn dòng tít đầy cảm xúc Griezmann đã phá hỏng tất cả để nói về nỗi buồn mà các cổ động viên của Marseille hay người yêu bóng đá Pháp đang phải trải qua vào lúc này. Thắng lợi của Atletico Madrid càng trở nên có giá trị hơn bao giờ hết khi họ nhận được lời chúc mừng từ chính đội bóng cùng thành phố Real Madrid. Xin chúc mừng Atletico Madrid với danh hiệu Europa League. Đó cũng coi như là lời hẹn trước của đội bóng này với Atletico Madrid tại trận tranh siêu cúp châu Âu khi mà Real Madrid cũng sẽ đá trận chung kết UEFA Champions League với Liverpool vào ngày 27 tháng 5 tới. Vâng, câu lạc bộ Real Madrid đã gửi lời chúc mừng tới Atletico Madrid và đó cũng chắc chắn đang là mục tiêu mà đội chủ sân Bernabeu đang hướng tới trước thềm trận chung kết UEFA Champions League gặp Liverpool. Và thậm chí ngay cả khi đang tham gia vào một hoạt động quảng bá cho câu lạc bộ thì các học trò của huấn luyện viên Zinedine Zidane cũng không quên thể hiện quyết tâm của mình. Các cầu thủ Real Madrid vừa tham dự một buổi quảng bá cho nhà tài trợ vào ngày hôm qua. Trong buổi quảng bá này, đội trưởng Sergio Ramos đã có những chia sẻ về trận chung kết Champions League với Liverpool vào cuối tuần tới. Đây là cơ hội để chúng tôi chứng minh cho tất cả thấy một lần nữa rằng Real Madrid là nhà vua của bóng đá châu Âu. Sự nỗ lực và hy sinh của toàn đội trong suốt mùa giải đã giúp chúng tôi đi tới trận chung kết và chúng tôi sẽ thi đấu với tất cả khả năng để có năm thứ 3 liên tiếp được nâng cao chiếc cúp bạc Champions League. Trong khi đó, Barcelona lại đang có mặt ở Nam Phi để thi đấu giao hữu với câu lạc bộ Mamelodi Sundowns. Ngay khi vừa bước xuống sân bay tại thành phố Johannesburg, các cầu thủ Barcelona đã nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt từ các cổ động viên Nam Phi. Những tiếng hô Messi, Messi liên tục vang lên và phải rất vất vả, chiếc xe buýt chở các cầu thủ Barcelona mới có thể thoát khỏi vòng vây của người hâm mộ. Trong chuyến thi đấu giao hữu lần này, Barcelona mang tới Nam Phi tất cả những cầu thủ tốt nhất, bất chấp việc chỉ một tháng tới. Rất nhiều người trong số họ sẽ có mặt tại World Cup 2018. Chắc chắn mục tiêu mà Messi cùng các đồng đội hướng tới ở trận đấu vào đêm nay sẽ là tránh những chấn thương không đáng có. Vâng, giống như Barcelona thì lúc này đã có khá nhiều đội bóng cũng đã khép lại mùa giải năm nay của mình. Và đây là thời điểm để cho các cầu thủ có thể tập trung để chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2018. Giải đấu sẽ được tổ chức tại Nga sau đây khoảng một tháng nữa. Và sau khi công bố danh sách dự kiến các cầu thủ cho đợt tập trung chuẩn bị cho World Cup 2018, thì vào ngày hôm qua, đội tuyển Argentina cũng đã có buổi tập đầu tiên của mình tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia. Và một thông tin vui dành cho những người hâm mộ của đội bóng này, đó là các cầu thủ quan trọng của họ đều đã trở lại.
Trong buổi tập sớm nhất của đội tuyển Argentina tại trung tâm huấn luyện quốc gia Ezeiza, mới chỉ có 4 cầu thủ trong bản danh sách dự kiến xuất hiện cùng với huấn luyện viên Jorge Sampaoli trên sân. Đó là Javier Mascherano, Manuel Lanzini, Nicolas Tagliafico và Eduardo Salvio. Cả 4 cầu thủ này đều đã sớm kết thúc công việc của mình tại các câu lạc bộ và tập trung trở lại đội tuyển quốc gia ngay khi có cơ hội. Một cái tên khác cũng góp mặt tại đây là Sergio Aguero. Tuy nhiên, tiền đạo này đã không tập luyện cùng các đồng đội do chưa hoàn toàn bình phục sau chấn thương đầu gối. Theo báo chí Argentina, đây có thể sẽ là 5 trong số 23 cái tên cuối cùng mà huấn luyện viên Sampaoli lựa chọn để tới nước Nga vào tháng 6 tới. Tại World Cup 2018, đội tuyển Argentina sẽ góp mặt tại bảng D cùng với các đội tuyển Iceland, Croatia và Nigeria. Trận đấu đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Jorge Sampaoli sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 6 trước đội tuyển Iceland trên sân Ökrytie ở thủ đô Moscow.